Chào mừng các bạn đã đến với Vân Anh Audio Manga. Hãy đăng ký kênh để nghe những bộ truyện mới nhất của Vân Anh nhé. Người mà ai cũng phải ngước nhìn, người lãnh đạo đoàn hiệp sĩ Hoàng Kim, đồng thời là anh hùng cứu quốc, chính là tôi, Anne Bruhet. Dù bản thân là kiếm sư, người mà ai cũng phải ngước nhìn, nhưng làm ơn kết hôn đi dùm cái. Ở nhà chỉ là một đứa con gái ăn hại chưa kết hôn. Anne, con có nghe lời ta nói không? Cửa sổ kia, mình có thể nhảy xuống với Ariel chứ. Nghe nói lần này con bé sẽ kết hôn đấy. Là ba tước nước láng giềng đó, ba tước. Những tiểu thư bằng tuổi con gần như đã kết hôn cả rồi. Tình yêu là thứ bao nhiêu tốt đẹp cơ chứ. Thứ tình yêu tốt đẹp đó, mẹ đi mà làm. Anne, con có biết mọi người đang gọi con là gì không? Kiếm sư sao? Không phải. Vậy anh hùng cứu quốc? Không phải luôn. Vậy thì... chẳng lẽ là chó điên? Không chỉ là chó điên vậy đâu, mà là chó điên của đế quốc đấy. Đoán đúng rồi. Nói đến chuyện hôn sự thì tất cả nam nhân đều nói bản thân có kinh nghiệm suýt bị con đánh chết tại trận đấu đấy. Mấy tên yếu ớt à? Người mẹ này chỉ mong con có được một người nào đó yêu thương. Chẳng lẽ hạnh phúc của một người phụ nữ là nó sao? Không phải mỗi người đều có một cảm nhận khác nhau về hạnh phúc sao? Con phải sống với hạnh phúc của mình chứ. Thêm nữa, ta không hài lòng việc con không muốn thử yêu đương. Yêu đương sao? Vừa khéo vì lo lắng cho hôn sự của con, hoàng đế bệ hạ đã hứa hôn cho con rồi. Gì? Hứa hôn? Với ai cơ? Là đại công tước Turnagain của đế quốc phương Bắc. Nghe đồn ngài ấy là người chồng lý tưởng số 1 của đế quốc phương Bắc đấy. Sao cơ? Đế quốc phía Bắc? Đế quốc phía Bắc không phải là nước ngoài sao? Mẹ định gả con cho người nước ngoài à? Vậy, như những gì ta nói ban nãy, ở đế quốc này không có người đàn ông nào chịu quên con đâu. Không được, con không thích chút nào. Ý mẹ là bắt con phải kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Nếu không làm như vậy, thì làm gì còn ai đâu. Trước tiên cứ gặp trước đã, gặp rồi thì mới biết là thích hay không chứ. Với cả nghe nói đó là một người rất là đẹp trai đó. Tự nhiên con có được một người chồng đẹp trai, không phải quá tốt sao? Dừng lại, con sẽ không cưới một ai hết. Dù cho người đàn ông đó như thế nào đi chăng nữa, con tuyệt đối sẽ không bao giờ kết hôn đâu. Và ngày thứ ba của tôi, mẹ nghĩ đó là một mối hôn sự không tệ đó. Tuần thứ nhất của tôi, đó là một gia đình phù hợp. Rồi tuần thứ hai của tôi, này, cứ nghĩ đó là thỉnh cầu cuối cùng của mẹ đi. Con biết rồi, con sẽ đi gặp thử được chưa? Làm ơn dừng lại đi dùm con. Kết hôn với người ngoại quốc? Sau khi kết hôn thì ra nước ngoài sao? Dù không kết hôn thì bây giờ mình vẫn đang sống rất thoải mái mà. Hey, sự tự do của mình. Nhưng nếu bây giờ mình nói là mình không muốn đi cũng chẳng có tác dụng gì. Ôi, con gái ta là người đẹp nhất trên đời. Nếu tình trạng này cứ tiếp ra, ta chỉ có thể đưa ra một giải pháp. Chỉ cần khiến cho đối phương từ chối mình là được. Phải lật đổ bạch ta xuống một cách thật hoành tráng mới được. Buổi xem mắt được tổ chức tại phòng họp của hoàng cung. Xin mời, hướng này ạ. Hôm nay mẹ cũng cùng đến đây sao? Đương nhiên rồi, cha con cũng sẽ cùng bệ hạ đến ngay thôi. Vật anh ta xuống trước mặt mọi người đúng là một hành vi tự sát mà. Nhưng không phải là không có cách. Chỉ cần mình biến mất khỏi chỗ này là được mà. Anne, cái con bé chết tiệt này. Ý, bây giờ phải làm sao đây? Đó là xe ngựa. Số mình may ghê. Ê, đang ấy. Mình phải mượn một chút mới được. Chúng ta lại gặp nhau rồi, chú mèo hoang. Lúc đó, ngây người. Cô lại gặp chuyện gì rắc rối à? Công tước phu nhân, ở đằng kia kìa. Chích. Không phải nghĩ nhiều nữa, cứ lên xe trước đã. Xin mạn phép một lúc ạ. Ngài cứ đi theo hướng mình định đi đi ạ. Ta nhìn cô giống như một tiểu thư đang chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân chính trị vậy. Nếu cô cần tôi, thì cô muốn lợi dụng tôi lúc nào cũng được. Anh ta thích bị lợi dụng sao? Đàn ông này, rốt cuộc tại sao từ lần trước đến giờ anh ta cứ giúp mình hoài vậy? Nghĩa nào anh ta biết mình là ai sao? Anh ta là một kẻ lừa đảo. Đã giúp mình xong, tính lấy cái gì của mình cũng không chờ được nó lắm. Tôi không có mong muốn gì khác đâu. Hiểu cảm của mình rõ như vậy sao? Được rồi, coi như anh ta là người thích nói chuyện bao đồng đi. Trước tiên, cứ phải nhận sự giúp đỡ của anh ta cái đã.
Nếu đã như vậy thì vì anh đã nói là tôi có thể lợi dụng anh. Cô cứ tự nhiên. Vậy thì giả vờ làm người yêu của tôi đi. Chỉ hôm nay thôi. Tôi rất vui lòng. Anh đang đi đâu vậy? Ta đi hẹn hò. Hẹn hò? Cô đã nhờ tôi trở thành người yêu của cô mà, không phải sao? Đúng vậy. Vậy thì cô nên cho nhiều người biết tôi là bạn trai của cô chứ, không phải sao? Cho nhiều người thấy sao? Có gì đó sai sai đó. Có như vậy thì ngày mà cô sẽ đi xem mắt, sau khi nghe thấy tin đồn, biết đâu anh ta sẽ hoãn lại việc kết hôn thì sao? Đúng vậy, để phá mối hôn sự này thì phải làm đến mức đó mới ăn thua. Đã đến phố rồi, chúng ta xuống thôi. Thử đi, đây là món tráng miệng nổi tiếng đấy. Ừ, kìa, ngài Ane đó. À, thật đúng là ngài Ane rồi. Nhưng mà người đàn ông đó là ai vậy? Lẽ nào là bạn trai sao? Đẹp trai thật đấy. Ê, sao có thể? Hay là nhờ ngài ấy giới thiệu cho nhỉ? Ừ, ngon thật. Cô có muốn tôi chỉ cho cô cách để tin đồn cô có bạn trai lăn nhanh nhất có thể không? Ừ, vâng. Vị bánh này quả nhiên ngon như lời đồn. Đây chính là cách tin đồn cô có bạn trai lan đi nhanh nhất có thể. Nhìn kìa, thấy không, thấy không? Hóa ra là bạn trai của ngài Anne. Trời ơi, điên rồi, cái người này